Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Nói Thẳng Nói Thật Không Màu Mè Hoa Lá Hẹ nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống mình tâm sự về chuyện đi du học nha mọi người. Thì Thanh nhớ đâu đó 1-2 năm trước có Thanh có làm một cái video về chủ đề là không có tiếng Anh thì có đi du học được hay không, hoặc là đã lớn tuổi rồi thì có đi du học được hay không. Cái video đó làm cũng khá lâu và cũng nhận được rất là nhiều view cũng như là những cái comment từ các bạn. Tuy nhiên dạo gần đây Thanh lại nhận lại rất là nhiều câu hỏi về cái chủ đề này nữa. Thanh nghĩ là chắc những bạn mà mới follow Thanh á chưa có coi cái video đó, hoặc là vì lâu quá nên thành ra các bạn cũng không thấy cái video, nên thành ra Thanh quyết định là Thanh làm lại cái video về chủ đề này. Tuy nhiên là video làm lại, nhưng Thanh chắc chắn với mọi người một điều là cái chủ đề nó sẽ phong phú hơn, nội dung sẽ sâu sắc và có sự trải nghiệm hơn nha. Tại vì Thanh cũng đã ở Úc được lâu hơn, vì vậy là Thanh chắc chắn là những cái chia sẻ của Thanh nó cũng mang tính là từng trải hơn á mọi người. Thì bây giờ mình vô thẳng vấn đề luôn ha mọi người, là lớn tuổi không có tiếng Anh thì có đi du học được hay không. Thì để mà trả lời cho câu hỏi này thì Thanh sẽ dùng bản thân Thanh là một nhân chứng sống để cho mọi người có thể hình dung và mọi người có thể tin tưởng được. Đó là bản thân Thanh khi mà Thanh đi du học là năm 27 tuổi nha mọi người. 27 tuổi Thanh mới đi du học. Còn lúc đó thì tiếng Anh của Thanh có hay không, nó thiệt là tiếng Anh lúc đó chỉ có là How are you thôi á, với lại là What's your name thôi á, chứ hoàn toàn là không biết một cái gì về tiếng Anh luôn á mọi người. Thì tại vì Thanh cũng học là học ở Việt Nam và đại học cũng ở Việt Nam, rồi mình cứ nói tiếng Việt, và trong cái môi trường làm việc lúc nào cũng tiếng Việt hết. Mình cũng không có thời gian để mình trao dồi anh văn, dù là mình đã có học tiếng Anh lúc mà mình đi học trung học, hoặc là mình đi học đại học cũng có học một vài môn tiếng Anh, tuy nhiên là cũng chẳng có áp dụng gì nhiều, đâu có gặp người Tây, người nước ngoài đâu mà nói chuyện tiếng Anh mà áp dụng, tối ngày chỉ nói tiếng Việt thôi. Nên thành ra tiếng Anh của Thanh lúc đó dở kinh khủng, tệ kinh khủng, khủng khiếp kinh khủng. Bây giờ Thanh nhớ lại cái thời gian đó, Thanh cũng thấy là trời ơi, tiếng Anh của mình sao mà giả man rợ quá vậy. Thật sự mọi người, Thanh không có một cái gì về tiếng Anh hết. Nhưng mà lúc nào trong tâm trí Thanh cũng nghĩ phải đi du học. Phải đi du học, tại vì đó là ước mơ từ hồi nhỏ của Thanh luôn, là Thanh muốn đi du học. Chính vì vậy là cái niềm đam mê, rồi cái niềm mong ước, cái ao ước lúc nào nó cũng nung nấu trong con người mình đó, là mình phải đi du học. Chính vì vậy là 27 tuổi rồi vẫn cấp sách, cấp dở, cấp để mà đi du học mọi người. Không có tiếng Anh thì Thanh mới là bàn với lại agent của mình, bây giờ mình không có tiếng Anh thì mình đi du học bằng kiểu gì, cách nào. Với lại là 27 tuổi rồi là mình đã tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi. Thanh tốt nghiệp đại học thì phải là 22 tuổi đúng không, mà 27 tuổi là trong vòng 5 năm mình không có học cái gì hết trơn á, mình chỉ là mình đi làm thôi. Thì bây giờ mình đi học bằng cái kiểu gì nó, thì Thanh mới bàn với agent của Thanh. Thì lúc đó agent của Thanh mới nói là bây giờ mình không có tiếng Anh thì mình đi du học tiếng Anh, mình qua đó mình đăng ký một cái khóa học tiếng Anh gì đó rồi mình học tiếng Anh có sao đâu. Thì Thanh thấy hay ha, vậy thì mình cũng có cái đường để mình đi du học nè đó. Thế là Thanh đi qua bên này, đầu tiên là Thanh học tiếng Anh trước. Thanh học tiếng Anh từ những cái lớp dở lòng luôn á mọi người, nói chung là từ bắt đầu luôn á. Thì nãy Thanh nói mọi người, Thanh chỉ biết những cái câu mà giao tiếp nó rất là cơ bản thôi, chứ Thanh không có biết cái gì hết trơn á, về ngữ pháp mọi thứ Thanh quên hết trơn à, có học hồi xưa nhưng mà quên. Nên thành ra là khi mà qua bên này phải đi học lại hết á mọi người. Thì đầu tiên là Thanh cũng nghĩ ok đi học tiếng Anh đi, để mình coi thử cái môi trường bên Úc như thế nào, đất nước nó ra làm sao, cũng như là mình đi du lịch thôi, thử coi là nó ra làm sao, có thể mình thích thì mình tiếp tục mình ở làm học nữa, còn mình không thích thì thôi mình về nước không sao hết trơn á. Thì khi mà qua đây Thanh thấy cái nước Úc này ngon ha, ok ha. Tại vì Thanh thấy đầu tiên là khí hậu á, lạnh đó mọi người, mà không khí thì nó rất là trong lành, nó không có bị ô nhiễm nên mình thích, mình bị ấn tượng vô cái chuyện đó. Sau rồi mình thấy cơ sở hạ tầng, rồi nào là xe tram, xe train, rồi những cái phương tiện công cộng, sao mà nó hiện đại quá, rồi những cái tòa nhà, những cái building, rồi mọi thứ xung quanh mình nó mới mẻ lắm á mọi người. Khi mà mình qua đây mình học á, mình lại tiếp xúc với rất là nhiều người nước ngoài nữa, rồi nhiều nước nữa chứ không phải là một nước. Thì mình cảm thấy đây là cái xã hội sao mà nó văn minh quá, nó khác biệt so với Việt Nam của mình quá. Thì cái lúc đó là những cái điều đó là thu hút Thanh. Chính vì vậy là Thanh muốn ở lại thêm nữa để mà Thanh học, và Thanh muốn là nâng cao bản thân mình hơn nữa. Thì mọi người có tin được một điều là từ một con bé không có biết gì hết về tiếng Anh,
qua bên này học tiếng Anh, sau đó học lên thẳng thạc sĩ luôn. Thì mọi người có thể hình dung á, là hồi xưa bởi vì khi mà Thanh tốt nghiệp đại học là Thanh đã có học đại học ở Việt Nam rồi, lúc đó Thanh 22 tuổi Thanh nói mọi người đó. Thì khi mà qua bên này thì mình có muốn đi du học tiếp thì mình cũng học lên thạc sĩ, chứ ai mà đi học lại đại học nữa đúng không? Nó cũng phí thời gian. Chính vì vậy là lúc đó khi mà mọi thứ nó quá đẹp với mình đi, mình qua một cái xã hội văn minh mình thích quá đi, nên sau cái khóa mà tiếng Anh đó là Thanh quyết định luôn là Thanh ở lại Thanh học thạc sĩ để mà Thanh nâng cao bản thân mình. Thì thường những cái khóa thạc sĩ là nó sẽ đòi hỏi cái IELTS của mình là 6.5 á mọi người. Mọi người có tin tưởng là Thanh cố gắng hết sức mình trong cái lúc mà Thanh học Anh văn á, là mình dồn hết tâm trí mình học ngày học đêm, mở tivi cũng tiếng Anh, mở YouTube cũng tiếng Anh, mở nhạc cũng là nhạc tiếng Anh, cái gì cũng tiếng Anh, ra đường nói chuyện tiếng Anh. Thậm chí mà mình làm quen với những bạn mới, mình cũng muốn là làm quen với người nước ngoài để mình thực hành tiếng Anh, mình nói tiếng Anh. Rồi mình khi mà mình yêu, mình cũng muốn yêu người nước ngoài luôn mọi người, để mà mình nói tiếng Anh. Trời, lúc đó mình mê tiếng Anh tới nỗi như vậy á. Thì chính vì cái đó nên thành ra là cũng may mắn là trong vòng 5 tháng, Thanh nhớ là 5 tháng. Dạ đúng rồi, 5 tháng là Thanh đã nâng cao được cái khả năng tiếng Anh của mình và Thanh đã đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào để Thanh vô học luôn khóa thạc sĩ. Thì Thanh học thạc sĩ là khóa học 2 năm. Đó mọi người, thì cái quá trình đi du học của Thanh là như vậy á. Từ một đứa không có biết gì về tiếng Anh hết và cũng lớn tuổi, 27 tuổi rồi, nhưng mà qua bên này Thanh vẫn tồn tại được, Thanh vẫn cố gắng và Thanh vẫn ngôi lên được. Thanh vẫn nói tiếng Anh được, rồi Thanh vẫn đi học thạc sĩ được và Thanh kết thúc được cái khóa học thạc sĩ của mình. Nên thành ra Thanh nghĩ là không gì là không có thể hết đó mọi người. Nếu mà mình có quyết tâm, mình cố gắng thì chắc chắn là mình sẽ thực hiện được thôi. Rồi bây giờ vô cái phần quan trọng nè mọi người. Tại sao Thanh nói cái video này lại là từng trải hơn cái video trước? Đây, cái phần này mới là phần từng trải nè. Tại vì ngày xưa khi mà Thanh đi du học á mọi người, Thanh rất là vô tư luôn. Thanh chỉ nghĩ thích đi du học thì đi vậy thôi, chứ Thanh chả quan tâm và chả định hướng gì hết. Thanh không có suy nghĩ gì hết, cứ mặc cho agent họ sắp xếp, họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà sau khi mà qua này du học được một thời gian rồi và ở lại đây rồi á, thì Thanh mới cảm nhận được có những chuyện mình cần phải rút kinh nghiệm á mọi người. Nên thành ra Thanh muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Thanh rút ra cho mọi người, để mọi người có thể thành công hơn Thanh, cũng như là cái du học đạt được cái hiệu quả như mọi người mong muốn á. Thí dụ ngày xưa Thanh đi du học Thanh không có sự định hướng, nhưng nếu mà bây giờ Thanh được chọn lại thì Thanh sẽ chọn cái chuyện là Thanh sẽ định hướng. Thí dụ như các bạn định hướng là khi mà các bạn đi du học các bạn chỉ cần nâng cao kiến thức thôi, sau đó các bạn về Việt Nam ok thì các bạn cứ đi du học thoải mái, chọn những cái ngành mình thích, chọn những cái trường mình thích và enjoy cuộc sống ở bên này, sau đó mình về Việt Nam mình không quan tâm gì hết. Còn nếu mà bạn nào định hướng là mình đi du học để mà mình định cư ở lại thì các bạn cần phải định hướng rất kỹ luôn, các bạn phải có những cái kế hoạch rất là kỹ lưỡng và nó chi tiết nha các bạn nha. Tại vì ở bên Úc á mọi người, nó có một cái diện gọi là định cư theo diện tay nghề, chính là khi mà các bạn học những cái ngành nghề nằm trong cái list mà chính phủ cần á, thì các bạn sẽ có cơ hội để các bạn định cư ở lại. Chính vì vậy cái việc mà các bạn chọn bang để các bạn đi du học cũng như là chọn ngành mà mình học nó rất là quan trọng luôn. Thì nếu mà các bạn chọn đúng bang mà cái bang đó họ có những cái luật lệ cũng như là cái điều kiện định cư đó, nó dễ thì các bạn sẽ ở lại nó dễ hơn, cũng như là các bạn chọn đúng cái ngành đó, thì các bạn cũng có cơ hội để các bạn ở lại. Còn nếu mà các bạn không có định hướng, các bạn không chọn đúng bang, không chọn đúng ngành, rồi sau khi các bạn học xong ra các bạn muốn ở lại, các bạn mới té ngửa chết rồi, giờ không có học đúng trong cái ngành mà chính phủ họ cần, bây giờ muốn định cư phải làm sao, không lẽ giờ đi học lại nữa. Trời ơi, mà đi học lại nữa thì tiền đâu mà học, rồi thời gian ở đâu, bây giờ mình đã đi học trễ rồi bây giờ mình còn đi học lại nữa chắc chết luôn á. Đó, chính vì vậy thì Thanh mới muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho mọi người, đã mình đã đi trễ rồi thì mình cần phải nghiên cứu và mình phải chuẩn bị mọi thứ cho nó chỉnh chu, chứ còn mình không còn thời gian để mình đi sai cũng như là mắc những cái lỗi để mình có thể quay trở lại được nữa. Nên thành ra là khi mà các bạn đi du học thì nhớ giúp Thanh hai chuyện: chọn ngành, chọn bang, rất quan trọng luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Thanh hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho các bạn ha. Nếu các bạn có các câu hỏi nhớ là hãy comment ở phía bên dưới, Thanh sẽ cố gắng làm video để giải đáp tiếp cho các bạn nha. Bye bye.